Em chào, xin chào tất cả thầy cô và các bạn. Đây là bài thuyết trình về sản phẩm sáng tạo. Về sản phẩm sáng tạo của chương trình Python. Bài của em hiện ra đang có tên là đua đua máy bay. Đây. Khi mới vào thì nó sẽ có một cái hình nền đua máy bay tượng trưng cho sản phẩm. Mình ấn là chơi ngay thì nó sẽ vào từ chơi. Đây. Khi mình sẽ có hai nhân vật là máy bay, hai người điều khiển là cái máy bay player 1 với player 2. Gọi là thì mình cái người player 1 thì mình sẽ sử dụng nút W ASD dùng để di chuyển, còn người player 2 mình sẽ dùng nút các phím mũi tên để di chuyển. Khi bắt đầu đua thì sẽ thấy những chướng ngại vật như là đám mây có hình sấm sét như này, nếu chạm vào thì máy bay sẽ nổ. Đấy. Nó sẽ hiện là người chơi một thua. Khi mình ấn nút chơi lại thì nó sẽ quay trở lại màn hình đầu tiên chơi. Còn đây là những cái con chim bay ngang qua, nếu mà mình chạm vào chim thì đoạn này mình sẽ bị trừ một điểm. Nếu mà tất cả điểm nó quay trở lại về không thì máy bay mình nó sẽ bị nổ. Khi máy bay nổ nó sẽ có tiếng phát ra là nổ và nó sẽ hiện lên là người chơi hai thua. Đây, còn một cái nữa là nếu trong khoảng tầm mình chơi được khoảng 50 giây thì tốc độ nó sẽ dần tăng lên. Ở đây thì để em giảm thời gian xuống để thấy sự thay đổi. Đây giảm còn 10 giây. Đây, hiện tại là nếu mà bây giờ mình chơi được 10 giây thì tốc độ nó sẽ dần tăng lên. Đúng nhỉ? Đấy, hiện tại là ra thế là tăng chỉ. Mày sao thay đổi. Lắc. Cái tốc độ đang đang tăng lên rồi đấy. Đây, trong khi em làm sản phẩm này thì em muốn để em tạo lên cái em đã tạo lên biến là đang đang chơi và xanh thua và vàng thua để xác định là nếu mà một nhân vật một cái gì đó à đây còn đây nữa đây còn chức năng là nếu cả hai máy bay này đâm vào nhau bay cả hai máy đây
Okay. Em đã dùng dùng cái lệnh là trạng thái chuẩn bị này là nó sẽ reset lại tất cả các cái con số mà đã được thay đổi sau khi chơi, và sau khi chuẩn bị xong thì nó sẽ bắt đầu, và khi bắt đầu thì nó sẽ trở lại hiện lên màn hình nền đầu tiên, màn hình nền như này. Đấy. Và ở đây thì em đã dùng cái cách mà kiểm tra lệnh chuột nhấn, thì nó kiểm tra lệnh chuột nhấn, nếu đã nhấn vào vào một cái nút ở đây thì nó sẽ bắt đầu, thì lệnh lệnh bắt đầu này, lệnh chơi sẽ được hoạt động. Ở đây em có bổ sung thêm là nhiều lệnh giống như này, nhưng mà em hiện tại thì em chưa biết cách nào để em tóm tóm gọn lại với cái này, mấy cái lệnh như này, bởi vì mỗi lệnh là nó sẽ kiểm tra va chạm của một vật khác nhau, nên nó sẽ dài dòng như này. Và mong muốn của em là hiện tại em có thêm cả nhạc nền vào nữa. Nó sẽ hơi ổn. Cái nhạc nền là nhạc nền có sẵn, và cái nút chơi ngay là cũng là cái chơi ngay, và nút chơi lại nó cũng là cái nút có sẵn. Là nút có sẵn em là hiện tại là cái phần đồ họa. Hiện tại là phần đồ họa của em là nó còn hơi, nó còn khá là đơn giản, bởi vì em không có nhiều thời gian để em chuẩn bị. Em mong muốn là em sẽ có thể cải tiến thêm đồ họa này. Đồ họa này nhiều lệnh, như là khi khi mà mình chạm vào mấy con chim thì nó sẽ tản, nó bay ra, nó chạy ra xa, nó sợ. Còn khi mình, đó là mình có thể lập trình thêm chức năng như là mấy cái hoạt ảnh động. Hiện tại thì em chưa làm được cái đấy. Bài thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi, thì cảm ơn Hoài My đã hoàn thành phần thuyết trình của mình. Đây là một sản phẩm khá thú vị, đúng không nhỉ? Đấy, so với cả bài giữa khóa là bài này có thêm những cái chức năng hay ho thú vị, là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm tốt ngay. Vì chúng ta cũng không còn đủ, không có nhiều thời gian, nên thầy sẽ comment phần kỹ thuật lập trình của Hoài My luôn nhé. Thầy sẽ nhận xét bài của Hoài My luôn. Thứ nhất là về phần kỹ thuật lập trình, đây là một bài có sản phẩm có kỹ thuật lập trình tốt rồi, có đầy đủ các phần cơ bản, ví dụ như chức năng hai người chơi, hình nền di chuyển, chướng ngại vật di chuyển ngẫu nhiên, thông báo người nào thắng người nào thua, đúng không, chuyển các màn hình khác nhau, và bạn ấy có sáng tạo thêm cái phần chức năng chơi lại này, hay là hình ảnh nổ này, đấy, thay đổi độ khó theo thời gian ngày càng khó dần, và có thêm một cái phần nữa là cái con chim cứ sau một khoảng thời gian nó bay trên màn hình, và thậm chí còn ra bay các hướng ngược nhau, là ok, là đầy đủ các tiêu chí rồi. Đấy, nhưng ở đây chúng ta đang bài này còn một số cái lỗi nho nhỏ. Ví dụ như vừa rồi là cái khoảng cách nó đang chưa hợp lý lắm. Đúng không, Hoài My? Thử lại xem nào. Đấy, thử thử lại với đám mây khác. Đấy, thử bay bay trên đầu. Cố tình bay ngang trên đầu cái đám mây. Đấy, ví dụ như chưa đến nơi hẳn chẳng hạn, thì mình cũng nên để cho sát hơn. Ngoài ra cái máy bay một này này, đôi khi khi va chạm vào cái đàn chim ấy, nó phải bay vào giữa đàn chim nó mới trừ điểm cơ. Thì con thử lại thử xem. Đấy, cái đàn chim này, từ từ nhá, thử thử chạm chạm hơi hơi. À, ở đây, nhưng mà nếu mà con chạm theo hướng từ trên xuống dưới, con thử chạm lại theo hướng từ trên xuống dưới. Và đây con thử, đây này,
Ở đây con thử trình bày thêm là con làm cách nào để khi chạm vào đàn chim nó không bị trừ liên tục. Đó. Thì con kiểm tra va chạm với đàn chim kiểu gì, con thử giải thích. Đánh nghĩ chạm vào liên tục nó phải trừ, trừ liên tục, nhưng ở đây con đã làm cách nào để giải quyết cái này? Em đã đặt thời gian là mỗi lần nó lặp lại thì nó sẽ cộng thời gian, nếu mà cái thời gian đấy là nó sẽ lớn hơn một thì nó mới bắt đầu trừ điểm ạ. À, tức là giả sử thầy di chuyển máy bay của thầy theo đàn chim, thầy cứ dính vào cái đàn chim đấy thì nó sẽ có kết quả là cứ 1 giây trừ 1 lần, đúng không? Ý của Hoài My là như thế đúng không? Và như Dạ. vậy thì gameplay như này đã hợp lý chưa? Đấy, như vậy thì gameplay này đã hợp lý chưa? Thì ở đây mình cũng sẽ có hai hướng xử lý. Ok, với cái hướng hiện tại của mình như này là cũng tạm ổn, được chưa? Cái cách xử lý này cũng tạm được nhá. Đây con thử làm sao để chạm từ trên xuống dưới xem nào. Hoặc là đấy đấy, nó đang chưa chạm vào con nào nó thấy trừ rồi sao ấy. Đấy, thì cái khoảng cách ở đây con dùng cách nào nhỉ? Con dùng cách nào để kiểm tra khoảng cách nhỉ? Để kiểm tra va chạm nhỉ? Dùng hình chữ nhật hay là dùng khoảng cách? Em dùng hình chữ nhật ạ. Rồi, hình chữ nhật thì sẽ chấp nhận phải sai sót khá lớn trong cái trường hợp này. Đâu, em mở lại ảnh đàn chim. Mở lại ảnh đàn chim đi. Đấy, ví dụ hình chữ nhật này chẳng hạn nhá, nếu mà giả sử hình chữ nhật này nó sẽ bị thế này đúng không? Đây hình chữ nhật đây. Nó bao quanh như thế này. Đấy, nó bao quanh cái chỗ này. Từ làm sao nó hình chữ nhật bản chất là gì? Nó sẽ lấy cái giá trị gì nhỉ? Ở biên. Đấy, giá trị biên ở bên phía bên trái bên phải này này. Đấy. Nó sẽ đây này, ví dụ như biên bên trái là sẽ là từ cái con này đúng không? Từ con này thì bên bên trái đây. Bên bên trên nó sẽ là cái con trên cùng này. Đấy, và như vậy thì sẽ có một số cái làm sao, một số cái nó bị hỏng ở đây, chạm vào cái chỗ này thôi cũng tính là chạm. Ok chưa? Đấy, vậy thì giải quyết kiểu gì? Cái này bài của Quỳnh Anh thì đã gợi ý rồi, đó là trong những cái hình phức tạp này chúng ta có một kỹ thuật đòi hỏi các bạn sẽ mất công một chút, đó là phân tích cái hình này thành nhiều hình chữ nhật nhỏ. Đó, Quỳnh Anh nắm được chưa? Cái này lần trước gợi ý cái khủng long của Quỳnh Anh, thì đây Hoài My có thể phân tích tất cả bạn khác chú ý nhá. Chúng ta có thể phân tích cái hình này thành nhiều hình chữ nhật nhỏ, ví dụ đây là một hình nhật đó, đây là hình chữ nhật đấy, và cái hình chữ nhật này của chúng ta được tạo bởi nhiều hình chữ nhật khác nhau đấy, ví dụ như này nè, bốn hình chữ nhật đấy, thầy coi cái này là bốn hình chữ nhật và ở đâu năm hình chữ nhật đúng không, một hai ba bốn, ở đâu bốn hình, và thay vì thầy kiểm tra một hình chữ nhật thôi thì thầy sẽ kiểm tra xem nó chạm vào một trong bốn hình chữ nhật này thì nó sẽ tính, và như vậy thì nó sẽ chính xác hơn. Đấy, chạm vào đây thoải mái, đi xuyên qua cái thứ thoải mái đấy, đòi hỏi sự khéo léo nhá. Tuy nhiên nó sẽ vất vả hơn, lập trình nó sẽ vất vả hơn đúng không, nhiều như hơn mà, nhưng cái hình chữ nhật này là cái là cũng khá là tiện lợi cho chúng ta rồi đấy, còn hơn là phải đi kiểm tra x y, x ở đây, y ở đây, x ở đây thì chết dở đúng không. Có cái hình chữ nhật như này là đã khá là tiện rồi, việc tạo ra hình chữ nhật là khá là tiện lợi cho chúng ta khi chúng ta lập trình rồi đấy, như này khá là tiện rồi, các hình chữ nhật này chồng vào nhau chả sao cả đúng không, kể cả nó chồng vào nhau các thứ một ít cũng không vấn đề gì đấy. Còn cái việc hình chữ nhật này mình quy định mình sẽ phải làm sao, cái khó ở đây là cái tọa độ các hình chữ nhật tự mình phải đo cân đong đo đếm, ví dụ chúng ta chỉ có các thông tin là tọa độ của cái đàn chim là ở góc trên bên trái đúng không, đây này tọa độ của đàn chim đấy, đây là cái đàn chim tọa độ góc trên bên trái, và cái kích thước này của chúng ta mà chúng ta có đúng không? Vậy thì những cái hình chữ nhật con này, tọa độ này sẽ là x bao nhiêu, y bao nhiêu, và cái khoảng cách này chiều cao chiều rộng là bao nhiêu? Đấy, mất thời gian hơn. Đúng không? Nó sẽ mất thời gian hơn, đúng không? Cái hình chữ nhật này thì chiều ngang, chiều rộng các thứ như thế nào? Đúng không? Bởi vì mỗi hình chữ nhật chúng ta cần phải bốn thông tin. Thứ nhất là tọa độ x, thứ hai là tọa độ y, thứ ba là gì? Kích thước chiều ngang, thứ tư kích thước chiều dọc. Đấy, đủ bốn thông tin. Như vậy thì mình có bốn hình chữ nhật khác nhau, là vậy thì cái lượng thông tin lại nhiều hơn. Đúng không? Phức tạp. Đấy, tất nhiên là bài này thì không cần yêu cầu các bạn phức tạp đến mức độ như vậy, nhưng các bạn cần phải hiểu rằng có cái cách để cho nó xịn hơn là cái ý tưởng như vậy nhá. Còn không có bắt các bạn làm, nhưng mà các bạn phải hiểu cho thầy là có thể làm cho nó tốt hơn như vậy nhá. Rồi cái thứ hai nữa là làm ảnh động. Thầy comment thêm một cái phần ý tưởng của Hoài My làm ảnh động. Theo Hoài My
Bây giờ giả sử thầy có sẵn các cái ảnh, ví dụ như bài Quỳnh Anh đi, Quỳnh Anh cái có cái con khủng long, chúng ta muốn cái con khủng long giận chân giận chân, đúng không? Hay là bài của Hoài My, chúng ta muốn con chim vỗ cánh thì ảnh động ở đây thầy nói luôn, kể cả ảnh nổ chúng ta cũng thế, bản chất là chúng ta có cần nhiều hình ảnh khác, đúng không? Cần nhiều hình ảnh khác để nó đổi đổi hình ảnh, next costume, đổi hình ảnh liên tục. Vậy theo Hoài My làm thế nào? Giả sử có sẵn hình ảnh rồi, giả sử các hình ảnh chim vỗ cánh rồi, thì theo con làm thế nào? Em nghĩ là hai hình ảnh nó sẽ hiện cùng một tọa độ, nhưng mà cần một cái là nó sẽ biến mất. Mình sẽ phải làm chức năng giống như trong trong Scratch là đổi hình ảnh liên tục, tức là qua thì mình phải có một cái phần delay, vẫn sẽ phải có kỹ thuật là lập trình mình phải đợi một khoảng thời gian rất nhỏ, không phải mấy giây gì gì đó, để làm sao để nó đổi hình ảnh. Ví dụ như mình có 5 hình ảnh chim hoặc là 2 hình ảnh chim, chim vỗ cánh, hình chim một chim hai chẳng hạn, thì mình phải đổi qua lại giữa hai hình ảnh đấy trong một khoảng thời gian delay, ví dụ như không phải 1 giây. Để cho bạn nào mà đã từng lập trình Scratch rồi thì sẽ hiểu rất rõ phần này nhá. Thì thôi, cái này về nghiên cứu thêm được chưa? Đấy, thì đấy là phần thầy comment về kỹ thuật lập trình trong bài của My. Đấy, bài này ý tưởng sáng tạo là thầy đánh giá cao. Đấy, kể cả con chim chẳng hạn, lúc thì đi từ, nó có một khoảng thời gian đợi, đúng không? Có khoảng thời gian đợi, nhưng lại kết hợp thêm ngẫu nhiên là lúc thì đi từ phải sang trái, lúc thì đi từ trái sang phải. Được chưa? Nó có ngẫu nhiên không hay lần lượt ở Hoài My? Con chim này đi phải sang trái là lần lượt hay là ngẫu nhiên? Nó ngẫu nhiên thế ạ. Ok, ngẫu nhiên tốt. Đấy, thì là sáng tạo nhá. Rồi thì đấy là phần kỹ thuật lập trình trong bài của My. Tiếp theo nữa là kỹ năng thuyết trình. Thì kỹ năng thuyết trình trong bài của Hoài My đang chưa được trau chuốt đâu. Đấy, kỹ năng thuyết trình có vẻ là mình hiện tại là mình kỹ năng nói của mình cũng đã khá là ổn rồi, nên mình chưa đầu tư nhiều về cái việc mình trau chuốt cho cái phần thuyết trình. Cái nội dung thuyết trình của mình là đang khá là theo kiểu mình có sự chuẩn bị trước một ít, nhưng theo kiểu là tùy hứng là nhiều. Ví dụ như ngay từ đầu con bỏ nguyên một cái bước là giới thiệu bản thân con, đúng không? Con bỏ nguyên một bước giới thiệu bản thân con, tên là gì, lớp mấy, ở đâu, mà con vào con giới thiệu luôn, sau đây là cái bài của tôi đấy, và mãi mình nghĩ ra được cái tên bài là đua máy bay, được chưa? Nãy ban đầu còn đang chưa nói được cái phần 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 tên bài, tên tên sản phẩm của mình nhé. Ngoài ra đấy, cái phần một nội dung thuyết trình bổ sung phần đấy, tuy nhiên phần mô tả thì khá chi tiết, mô tả thì khá chi tiết, nhưng nó đang chưa được xịn ở chỗ đó là gì, đôi khi mình lại bị sót, sau đó mình vào phần code, phần mã nguồn, mình giải thích mã nguồn, sau đó mình lại mới lại nhớ ra, à còn cái này, à còn cái kia, có đúng không đấy, à còn cái này như thế, chứng tỏ là mình chuẩn bị nó chưa được chỉn chu, chưa được đầy đủ xịn. Đáng lẽ là thì những cái đấy mình phải chuẩn bị đầy đủ, mình thuyết trình là mình phải biết là mình sẽ nói cái gì trước cái gì sau đấy, bây giờ tự nhiên lại quên, đúng không? Chuẩn bị thuyết trình có vẻ là chưa kỹ lắm, thành là quên, còn à quên mất còn cái này còn cái kia nhá. Ngoài ra cái phần giải thích lệnh của mình đang chưa được tập trung vào một chức năng cụ thể, mình đang hơi lan man, chỗ này mình nói một tí, chỗ kia mình lại giải thích một tí đấy. Thì Hoài My lưu ý cái giải thích lệnh là mình đang chưa tập trung vào một chức năng nhá. Còn lại kỹ năng nói của mình thì coi như là đạt yêu cầu, tức là mình trình bày trôi chảy liền mạch, chẳng qua là cái nội dung của mình chưa chuẩn bị kỹ nên là nó đang hơi lộn xộn đấy, cái nội dung hơi lộn xộn. Kỹ năng nói cái thứ mình không bị run, không bị ngắc ngứ gì, mình nói bình thường trôi chảy nhá. Rồi Hoài My có câu hỏi gì thêm không? Dạ không ạ. Rồi thế thôi, như vậy thì mình đã đến đây là mình đã hoàn thành phần ở thuyết trình của mình rồi nhé.